chiều cũng buồn. Ngày khai sáng đạo thầy Quỳnh ông Tư Hòa Hảo, thánh địa làng Hòa có tình An Giang. Hoàng tỷ ơi cũng lắm đoan trang, nay muội cùng hứa hiền ngoan kiếp này đóng vai cô đào. Hoàng tỷ ơi mỗi chiều nay giáo bạn út nhà trùng quang út nhỏ đi. Môi đạp Phật, nhén màn hát nữa, môi đạp Phật. Đây là với anh màu mộc cao hình quá, môn Phật nữ tướng ra tổ quán mộc quế anh chỗ tại lắm đạp mộc quế anh tung 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 sang chào mộc quế anh chào mẹ ghi âm với cùng ta lại xong qua chào nữ lùng em đây ngày nhân cung giang hay là tỷ nữ chào tỷ nữ đời sống tâm đất mê từ bay chào mộc quê anh hồn xuống đằng hỏi ơi lâu nông mang danh có đòn ngày xưa giờ là tâm linh em đây ngắt lại nghe ngày điều nhầm chàng gió mây ta xuống trần quá độ cảnh thiên đình phẫn nộ từ lâu kiến xây cho thế sự một màu linh đơn trên là mẹ thầy sẽ trợ mong các con của mẹ đại đồng hội quy sang đây na bố bàn đèn thay bố bồ lai xí xây bằng thay đèn đà la bố thề đèn than hoan hoan đèn than hoan này là bố thề tam mươi sáu là lấy ơi xuân tràn đập ba thì chẳng ca chiêm nít tầm ba trở lại ai cha nếp buồn xa thơ giang đổ trở về đây qua địa linh của đức thầy hôm nay quy tụ nơi này ta đáo lai chầu trên Phật Chúa Thánh hôm nay trở về đây phục quốc độ ngay tài giang tay ta tế độ khắp nơi đời ta giết quỷ độ thời cho bá gia nhãn quan khắp chốn trần hà lập xây đất nước hạ miền kỳ ba tổ thầy là Phật ta bà độ trong thế giới nước nhà bình an hôm nay là hiệp sức nam bang về đây mà cùng với đạo đàn trung quy ngũ phẩm định mẹ quyền nhi mà xuống định kỳ này mà lãnh định thiên ban
hỏi này các đồng đạo chàng từ bi hai chữ với tầm đàn thiếu nghi không toàn hạnh đức vậy thì gì ba vía chót mới được vô thì hội Long Hoa nha. Nữ đầu tướng kêu thuyền thánh mẫu giúp gom thằng cho diệt lũ quân thân, đó là ánh đúc của Sơn Đông của Sơn nhất lại rồi chúng một bầu Long Hoa đại hội giữa cả quê anh trở lại tôn đời xây sang quỳnh qua tới sắc Long Đình điện linh chiếu diệu ngất không ánh đạo dương thầy về cũng có tình thương chứ nam chung yêu đạo cho thầy cho tâm hoàng nương ơi đức quang âm mẹ hiền chiếu chiếu đang gặp bà đà đi cho thông cổ ha cho mạnh chút đáng quen linh thầy mẹ chiếu tâm nợ tương hoài lắm là chiếu diệu sẵn đình đêm nay 18 giờ bề nhất nam cưới nhẫn hiệp về chị em ta xuống tới trần lòng màn bài chiên chót gió bời trơn chúc chị đạo pháp tâm như tâm lành ý đạo thành về quê em chị em ta rõ ngôn cồn nữ tướng thể tình thương tâm lành không yêu nghĩa kỳ này mà thầy thương thành độ đầy nghĩa nhân thương các con của mẹ lòng phong trọng đời thơ mẹ tỏ khắp nơi bây giờ họ cho con mẹ được thẳng thơi mới về thôi về thứ mà hôm nay tụ đoàn thầy là từ phụ núi non sẵn kề trở lại sắc nó son ai đâu ngờ hôm nay định thế cầm cờ xuống đây hội ngộ để dự lễ thầy hôm nay rất mừng cho đồng đạo đủ đầy thầy ơi thầy có biết nơi này thầy xuống đâu thầy xuống về rồi mà đâu có ai biết họ đẩy đám mưa là gội rửa tắm đó nha tắm cho các đồng đạo mình á rửa tắm ô phật rửa tắm á ô phật nam mô a di đà phật vỗ tay mà con thấy dạng là cam lồ bích thủy trong reo thấy dạng cơ nhiệm màu biết dặn sao cùng nếu con với cô và chăm họ con là từ bi là được kẻ hiếu dung thì kim thân này giữ gìn đức hạnh biết cái bóng tùng thì hồn khỏe trao mượn sát thân gắn công trì niệm căn nguyện tuy thân chúng con xác thịt mà hồn lìa khỏi mê giống kia toàn giống bồ đề rước ai tu thật trở về tòa chương thấy cô út cũng đáng thương mà rồng đây có cha út á là cái lụa xanh mà dài đây là tụ hội tòa chương ở nơi này đất thánh địa là của thầy gây tạo một bầu không khí này ai dạo đến xem thấy hương sen con thủ mắt thèm ai tu thật mẹ đem về nơi cũ phẩm vỗ tay
chồng qua nữ tướng cờ đào, anh em cũng dịu dậy ngạt ngào nơi tâm. Thì cổ quyền thất tổ cao thăm từ bi, ta quá độ cho thận tâm em nhẹ nhàng. Bây giờ lãnh định phụ hoàng xuống trần cũng độ thế mà, trần gian kiếp kỳ chúng sanh ráng đó quy y, thầy là từ phụ mà giá ni sẽ hộ phù cho chúng ta. Sáu rồi, sáu. Bây giờ các vị nè, ráng về học có 10 điều thầy dạy rồi, học mà phải hành là đắc đạo rồi, đắc đạo là đắc đắc đạo nhân của mình á, thầy chứng hết là 10 điều thầy dạy thôi. Không cho thuộc mà phải hành cho đúng, và thầy độ hết. Xin thưa con, đất thánh địa diệm màu cao quý, đêm 17 này con thương đạo đồng, con mở lời thơ, con nhắc cho trăm họ nam nữ Phật tử xa gần đông tây nam bắc, tu được một kiếp này thì ta được nhờ vinh kiếp kỳ quan ba đúng dịp để tu về gia đình hai bụi công phu đền hiếu thảo ngút mù nơi cũng coi. Quý cậu quý coi, đêm 17 cha mẹ thầy theo rồi, lửa con hiền khắp cõi nam bang, còn hôm nay ở tỉnh Nam Giang nơi đất Phật ba tràng đang khai. 17 đêm nay chúng con gặp gỡ, chúc cho cô hiền cõi mở tâm linh, gốc sen đây cũng đang gặp cùng tình, về nơi đất Phật là tổ đình của thầy tôi. Đó là cô chẳng ta biết thời bao bộ được gốc bồ đề để chỗ qua sen, chúc cho đạo đồng có ánh đèn đèn đốt quê quay về cực lạc, còn viên con lòng con gào gạt để diễn tuồn như hạt bay xa. Con cầu ý con đền đáp mẹ cha về đất Phật kỳ ba viên chắc, con ngốc đây cũng lòng bọn mót, chúc đạo đồng chen cho thành công, xen cho ra con gọt trái bông làm nhiệm vụ thì được sống một kiếp, chúc cho cô hãy ra tiến lên sổ sách cha với tuổi từng con, cha với mẹ lừa con thì con thảo, chúc cho cô về đây đất nhà Phật để chăm mê họ này dân vật quý thôi, tu đi có hỏi đất bồi thiên bồ đường về ngồi dẫn tin. Tặng cho quý vị bốn bài ông cô có thầy đi, tặng cho quý vị bốn bài ông cô có thầy đi nha, ráng về tập thu nha. Nói à, trong thu thời dẫu con quỳ dưới chân Phật chú nguyện trì niệm tâm, y đà sao chữ thâm thâm con quyền y dạ ngàn năm giữ lòng theo thầy, dù vượt núi sông mà đắng cây theo Phật chí tâm tu hành, cho thầy chỉ dạy đã rành mà bây giờ ta chỉ cố hành theo y, nhìn lòng mà con nguyện ha di Phật Đà gia hộ con đi đến
bờ, con cầu trong suốt thiên cơ đem ra cứu chúng căn sợ con nhiều cho gian khổ bấy nhiêu là biết sao người sớm dứt muốn tiêu nghiệp rằng là con cầu trên đại điển năng chúng cần cứu khổ cứu dân kỳ này con cầu Phật giáo Phật thầy những lòng con trẻ giờ này cầu sinh thành tâm con lại cao minh dắt tay tới độ chúng sanh mạt đầy. Chính giờ hồi giữa đạo tràng hai hàng đạo nhiều răng hàng kinh nhiên cái tu cửa đạo lên thì chân tay thầy đón thầy kèm dạy ngắn lòng con phải giữ đạo thật con trò lo chọn sao bằng người xưa bên thầy con nguyện sớm chưa lời dạy dỗ tâm thưa lắng lòng chưa trần tâm đây là con bảo chữ không dòi mà một cả ở khác bao ngày một lòng con quyết dòi mài giữ kinh nhất là con nguyện sửa mình sao là con nguyện nhẫn nhịn không lơi bên thầy soi hẳn nhiều ơi con tâm sửa cánh không lơi phút nào bên thầy con nguyện làm sao cho tròn nhân nghĩa lễ cao chí dình. Biết tu dù có khổ nghèo một lòng con quyết con theo đến cùng nguyện cầu thế giới đồng chung tình yêu nhẫn nhịn trên vùng dưới xin đất mẹ trời cha độ cho lòng độ tiền ta vô cầu thành con nguyện làm cầu người đi bến bờ giải thoát mê si con dù có sáng nay trời miền đau thành con biết làm thiền đưa người mây hội đến miền tiên bang để dầu mà mưa nắng không than con thành cháu vua bảo thiên rằng hạ hướng ân hạ hầu gần tu mau mới kịp mà lửa lần còn đâu con xin được phép nhiệm màu để đem rưới tắt âu sầu trần gian để tuôn khắp chốn thế gian xin trời vẫn độ cứu an dân tình cúi đầu gắn nguyện thiên đình ai con trí huệ hiến mình thiên tu. Cái đó là bốn bài ông tu của thầy nha. Là dắt trong bổn đạo không có. Như là Phật. Cái giải dầu mình được cấm cấm sơn được về. Mình ráng tu đi, tu là tu thật. Tu hiền hiếu thảo, ăn thật nói thật làm thật là dắt hàng. Ông tu à đời nó con quỳ dưới chân Phật chú nguyện trì niệm tâm Di Đà sao giữ thâm thâm con nguyện ghi giả ngàn năm dưới lòng mà theo Phật dù giữa núi sông ông tu à nó con quỳ dưới chân lộn lộn sống lại con vui từ họ nữa. Ôi, chúc quý vị kỳ ba chiến chót này trở về cũng có cái cầm lửa tay lên nè mà không bắt được mấy con rồi mấy chui xe bắt nó được mấy chui bụng mình ăn chạy bắt được tôi ủa xin nhắc là nói chào Hoàng Thị rồi chú đây đi phải vô đây tâm chú sao giờ này em nuôi ai hảo âm thanh nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.